Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Duy Khảo đây. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập và làm việc vui vẻ nha mọi người. Thì hôm nay thì mình đang sẽ cho biết một món đó là men lắc nha anh em. Ok anh em, mình thử như thế nào. A few minutes later. Okay, anh em vào đây là tất cả những gì mình đã chuẩn bị đây. Thì mình đã chuẩn bị một ít me non xanh rất là chua và đi kèm với một ít gia vị như là tiêu, ớt bột và ớt trái và một ít chanh, và mình cũng đã giả sẵn một chén muối nha anh em. Ok anh em, và bây giờ cũng đã đầy đủ gia vị rồi, chúng ta còn bắt đầu làm món me lắc nha anh em. Ok. Ok anh em, dầu có vẻ như là nó cũng nóng nóng rồi, mình cho nước mắm vào nha. Tí nước mắm. Bột ngọt nha anh em. Đường nha, đường nhiều nhiều tới cho nó có độ ngọt. Đang cho miếng chanh nha này, đang có một thơm chanh. Rồi, đây. Đang đánh cho nó đều. Ok, bây giờ chúng ta bỏ tí ớt cho nó có độ cay nha em. Đều cho nó tan bột ngọt với đường nha anh em. Sau khi cái này chúng ta làm cái nước sốt này xong thì chúng ta sẽ đổ vào me và chúng ta lắc thôi. Hơi bị thiếu đường, mình bỏ thêm một tí nha mọi người, cho nước nó dẻo dẻo lên một tí. Tại vì có đường vào thì me chúng ta nó đỡ bị độ chua hơn. Ta đánh nhuyễn cho nó ra rồi. A few minutes later. Ok, và bây giờ có vẻ như là nước nó cũng đã cũng dẻo, có vẻ nó là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho me vào thẩu và cho nước này vào bên trong để chúng ta lắc thử nha mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta lấy me và bỏ vô thẩu thôi. Me này thì mình cũng đã rửa và ngâm nước khoảng hơn một tiếng rồi nha mọi người. Vỏ nó rất là sạch rồi. Mình có thể ăn nguyên vỏ luôn nha. Còn anh em nào mà không muốn ăn vỏ thì có thể tháo kỹ từng vỏ qua, tháo hết vỏ ra và ăn không cũng được. Ok mọi người, bây giờ chúng ta đổ nước sốt vào nha. Nước sốt này mình đã hâm nóng và có thể đổ vào me rồi. Wow. Rất là dẻo, mùi bỏ đường nữa anh em. Ok, sau khi đổ nước sốt vào thì chúng ta được như thế này, nước cũng đang rất là nóng. Mình sẽ cho ớt bột vào. Mình sẽ cho ớt bột vào với tiêu nha. Và một ít muối, muối bột nêm mì tôm nha mọi người. Mọi người thích ăn muối gì thì mọi người cho nó muối đó vào để nó có vị thơm của muối nha. Ok, biết thôi. Thường thường thì anh em thích ăn muối tôm thì anh em bỏ muối tôm vào. Mình thích ăn muối này nên mình bỏ cái này. Và mình cũng đã chuẩn bị một chén muối như thế này nha. Mình bỏ vô luôn. Chén muối này thì mình giả chỉ ớt với muối thôi. Cho nó có độ của muối trắng. Ok mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và lắc thử nha.
thứ rồi chúng ta sẽ chiêm ngưỡng thôi. Ok mọi người, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Này mọi người thấy này, nó nước sốt nó lên rất là ngon, rất là đẹp luôn, rất là thơm luôn nha mọi người. Đang rất là thèm chảy dãi rồi đây. What the hell? Này mời các bạn nha. À, chua chua cây cây ngon ngon, rất ngon luôn mọi người. Mình thích ăn vỏ nên là mình đỡ cái vỏ nó lại luôn nha mọi người. Ai không thích ăn vỏ thì có thể lột ra, nhưng mà lột nó hơi khó tại vì nó còn sống á. Chua chua ngọt ngọt cây cây, rất là ngon. Chấm nước rất ngọt luôn. Rất là thơm. Cái này mà một mình ăn hết như ra chắc tà tháo rượt luôn anh em. Mời mọi người nha, anh em thấy nó chảy không? Rất ngon. Wow. Cái này mình làm hơn đến 4-5 cây ớt trái luôn á mọi người. Ớt bột nữa. Cái này thì làm mè lách này nó cũng đơn giản mọi người. Các bạn nào thích thì có thể cứ làm theo mình. Chủ yếu là nước sốt chúng ta làm cho nó chín lên đỡ ăn chúng ta khỏi bị đau bụng nha. Tại vì nước sốt là mắm á, đưa đường một quận á, mà không làm nóng lên thì có thể em dễ bị gây tiêu chảy lắm. What? What the fuck? Mời anh em nè, quạt cái hớp này. Mê này ăn nhanh, nhanh thôi mọi người. Bỏ vô mình nhai 2-3 cái là hết rồi. Mình cắt hết. Giờ bắt đầu cây à. Nó ngon. Đây, nước này. Vừa ăn vừa trộn nó hấp dẫn. Mọi người nào mà thích cái mùi của muối tôm á thì có thể thay muối mì tôm thì thành muối tôm nha. Bỏ muối muối tôm vào nó cũng ngon. Tôm mùi muối tôm. Hấp chua. Wow. Chua cây cây ngọt ngọt, đúng vị rất ngon. Mời mọi người nha, quá rất là ngon. Mời mọi người nha. Ừ.
Wow, mình nhức hết hai răng rồi mọi người. Mình đang bên này xong giờ mình chuyển qua bên này. Mà giờ nó nhức quá. Nhức mà do gọi là chua á. Này nhức nát luôn. Rất nhiều lắm mọi người. Như này thì mình ăn biết thế nào mà hết. Ôi. Rất là chua, rất là ngon. Quá nhiều mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Và mọi người cảm thấy món này ngon và hấp dẫn thì đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ ủng hộ nha mọi người. Ok, và đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye mọi người. Nào, giờ mình phải đi vệ sinh thôi. Jesus Christ, great.